Lan Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Sức khỏe và đời sống của VNTV ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay sự trở lại của bác sĩ Nguyễn Thượng Trí và bác sĩ Lưu Quốc Bảo. Trước hết chào bác sĩ Trí và bác sĩ Bảo. Chào chị, chào khán giả. Thưa quý vị, trước khi đi vào chi tiết ngày hôm nay thì một lần nữa Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Nguyễn Thượng Trí là bác sĩ chuyên khoa về tim mạch tại San Diego và bác sĩ Lưu Quốc Bảo là bác sĩ chuyên khoa về bệnh phổi. Và ngày hôm nay bác sĩ Trí và bác sĩ Bảo sẽ gửi đến cho chúng ta đề tài về bệnh liên quan đến phổi, đó là hai chứng bệnh COPD và bệnh ung thư phổi. Thì thưa bác sĩ, trước hết bác sĩ có thể cho biết COPD là viết tắt của chữ gì mà? COPD là viết tắt của tiếng Anh, nó gọi là Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Chronic là những cái bệnh kinh niên hoặc mãn tính. Obstructive là khi mình bị nghẽn đó, thì nó gọi là obstructive. Còn pulmonary là phổi, disease là bệnh. Thì khi mình dịch qua thì đây là bệnh nghẽn phổi kinh niên hoặc là nghẽn phổi mãn tính. Như vậy trước khi mà đến bệnh mãn tính đó thì có bệnh không mãn tính không bác sĩ? Tức là cũng là bệnh cũng như có. Vậy? Cũng có. Thì nếu như khi mình bị nhiễm trùng, ví dụ như là bị vi khuẩn hoặc nhiễm trùng bình thường thì mình bị viêm khí quản đó. Thì là nó gọi là acute bronchitis thay vì chronic bronchitis. Thưa bác sĩ, như vậy thì triệu chứng của COPD là như thế nào? Thì cũng bình thường thôi, cái là dễ hiểu thôi, là cái phổi của mình nó làm cho mình hô hấp, là mình hít khí thở vô rồi mình thả carbon dioxide ra. Thì khi mình bị bệnh về phổi đó, bị nghẽn phổi đó, thì thứ nhất là mình khó thở, thứ nhì là mình hay bị ho, hoặc là khi mình cái khí quản của mình nó bị viêm thì nó phồng lên, nó nhỏ lại đó. Thì khi mình thở là mình lại thở khò khè, nó gọi là wheezing đó, là mình ho hoặc là mình ho ra đờm. Thì đó là những triệu chứng của bệnh phổi. Khi mà mình không có mình bị cái nhiễm trùng viêm phổi bình thường á, thì mình ho hoặc là mình khó thở chừng một vài ngày là mình bớt, hoặc là bác sĩ cho mình uống thuốc thì nó bớt. Nhưng mà khi mình bị COPD á, thì mình ho kinh niên, nghĩa là ngày nào mình cũng ho hết. Trong cái definition của y khoa đó, thì COPD nó là quan trọng nhất đó, là mình ho hàng ngày. Và thứ nhì là ngày mình thường mình ho ra đàm. Thế bây giờ giải thích thêm một chút xíu cho quý vị rõ, thì cái chức năng hô hấp của mình là gì? Là mình cần dưỡng khí, cần oxygen, và khi trong cái quá trình mà chuyển hóa thì mình sẽ tạo ra gọi là tháng khí, là CO2. Thì cái phổi, chức năng phổi là gì? Là nó hấp thụ cái dưỡng khí vô và nó thải cái tháng khí ra. Thì cái cơ chế làm việc là như bác sĩ Bảo mới nói, là mình hít vô bằng mũi hoặc là bằng miệng, thì không khí từ ngoài sẽ đi vô bằng cái đường khí quản. Từ sau khí quản là sẽ đến những cái khoang nhỏ mà gọi là alveoli đó, là cái chỗ mà để mà trao đổi cái dưỡng khí và tháng khí. Thì cái không khí đi vô đó thì cái dưỡng không khí đi nằm trong cái alveoli, và cái dưỡng khí sẽ hấp thụ qua rồi đi vô máu, rồi trong cùng lúc đó cái tháng khí từ trong máu sẽ đi ra ngoài, rồi mình sẽ thở ra ngoài. Thì bây giờ cái bệnh mà bệnh phổi mãn tính á, là cái bệnh nó phát triển từ từ. Thì trong cái quá trình á, nó có hai cái phần của nó. Một á, là cái đường khí quản, như bác sĩ Bảo mới nói, nó bị viêm, là viêm rồi nó bị từ từ nó sẽ hẹp lại, và khi nó hẹp lại thì cái không khí đi vô rất là khó và không khí đi ra cũng rất là khó. Đó là tại sao mình hít thở mình bị kêu là wheezing. Thứ hai á, là cái chỗ mà trao đổi dưỡng khí á, là kêu là cái alveoli đó, thì bệnh hút thuốc hay là bệnh phổi mãn tính đó, nó sẽ bị chai đi hay bị nám đi, thì cái quá trình mà thay trao đổi dưỡng khí và tháng khí nó lại khó khăn hơn. Kế tới là cái quá trình mà viêm nó sẽ làm mất đi một số rất nhiều những cái alveoli. Có thể nghĩ tới như là có một cái chén xà bông đó, rồi mình thổi nó lên đó, cái nước đó, nó nổi bong bóng đầy lên đó. Thì cái phổi mình, cái nguyên tắc nó giống như vậy, có rất nhiều bong bóng mà để nó tăng cái diện tích để mà trao đổi dưỡng khí và tháng khí. Khi mà quý vị bị cái bệnh này đó thì từ từ nó sẽ mất đi.
Và rồi lần thứ nhất, thứ hai á, khi mình hít thở thì cái phổi mình là có cái sự đàn hồi để mình hít không khí vô và mình đẩy không khí ra. Thì khi mình bị cái bệnh mà mãn tính á, thì cái tính đàn hồi sẽ mất đi, là tại vì nó, cái cơ chế nó bị hủy hoại, giãn qua. Dạ, nó giãn ra. À, vâng, thưa quý vị, đó là những cái triệu chứng của bệnh COPD, tức là bệnh phổi mãn tính. À, thưa quý vị, đó là một cái chứng bệnh rất là nguy hiểm về bệnh phổi, phải không bác sĩ? Dạ. À, thưa bác sĩ Trí, hồi nãy bác sĩ Bảo có nói là một trong những cái triệu chứng của bệnh COPD là khó thở và rất khó thở. Như vậy thì có khi nào bác sĩ, bệnh nhân tới với bác sĩ nói là tôi khó thở quá và nghĩ là mình bị bệnh tim không bác sĩ? À, có chứ. Yeah. Thật ra thì cái khó thở tiếng Anh gọi là dyspnea, nó là triệu chứng chung của hai bệnh tim và phổi. Thì bệnh nhân tới có thể là bị bệnh phổi, thì đúng như mình mới nói nãy giờ, thì khi cái phổi hoạt động chức năng nó giảm đi thì mình rất là khó thở, thì mình không có đủ dưỡng khí. Thứ hai, nếu bị tim thì cũng có thể bị khó thở, tuy là cái cơ chế nó khác nhau, cái phổi vẫn tốt, nhưng mà vì cái tim nó bị thiếu máu, thì thường thường khi mà quý vị cố gắng làm việc mà cái tim không có đủ sức mà không đủ nhận đủ máu thì cái tim nó bị thiếu máu, thì quý vị có thể là hai triệu chứng, một là đau ngực, nặng ngực, thứ hai là cùng lúc đó bị khó thở. Nhưng mà cái khó thở nó có thể hơi khác cái khó thở của cái bệnh phổi, thì cái mình cũng hơi khó giải thích chút xíu, nhưng mà cái bệnh này quý vị không thở được thì nó nặng, nó tức quá thở không được. Còn cái bên kia là cố gắng thở thì không đủ dưỡng khí, nhưng mà thật ra mà nói thì nó cũng khó, vì cái triệu chứng nó gần giống nhau. À, đó là triệu chứng. Như vậy nguyên nhân nguyên nhân của khó thở trong bệnh khi mình bị bệnh phổi đó, thì nó khác với nguyên nhân khó thở khi mình bị tim. Bị tim thì mình bị phổi mà nguyên nhân làm cho mình khó thở như bác sĩ chỉ có giải thích chút xíu, đó là khi mình bị COPD nó có hai cái chỗ bị trục trặc. Thứ nhất á, là mình viêm khí quản. Khi mình viêm khí quản thì khi nó phồng lên nó làm cho nó nhỏ lại đó, thì không khí nó có thể là vô được nhưng mà ra lại khó. Thì nó làm cho mình nó gọi là hyperinflate, là giống như mình thổi cái bong bóng nó phồng lên nhưng mà nó không có sẹp xuống lại được. Cho nên cái phổi ấy, càng ngày nó càng lớn lên là điều thứ nhất. Làm vì như vậy mà mình khó thở. Điều thứ nhì á, là cái túi khí quản của mình nó càng ngày nó càng loãng ra, nó bị giãn ra đó. Thì khi mà mình giãn ra rồi đó thì lại khi mình có nhiều cái nhỏ đó thì nó có nhiều, nó gọi là surface area, là nhiều chỗ để mà máu nó luồn vào, rồi nó chuyển không khí oxygen vô trong máu, rồi carbon dioxide ra ngoài. Nhưng khi mình loãng ra nó làm cái bự ra, lớn lên rồi đó thì ít cái chỗ để cho máu nó luồn vào, nó trao đổi không khí được. Cho nên vì vậy mình khó thở. Đúng. Nó có một cái cơ chế kế tới nữa, là như mình có giải thích hồi nãy á, là cái phổi nó có cái đàn hồi của nó. So khi mà mình hít vô thì không khí đi vô, nhưng mà khi mình thở ra thì tất cả khi mình hít vô nó phải đi ra hết. Yeah. Thì cái lần kế tới mình hít vô thở ra nó vẫn bình thường, đúng không? Yeah. Cái như bác sĩ Bảo vừa giải thích á, thì khi mà những cái túi không khí nhỏ mà bị mất đi là một, hai là vì nó chai, nó cứng lại, mất cái đàn hồi. Rồi thứ ba là khi mình hít thở, cái đó mình dùng cái diaphragm, nhưng mà khi hít mình nhiều á, thì cái đó nó dùng maximum của nó rồi á, thì mình dùng tới những cái bắp thịt xương sườn đó mình hít thở. Thì khi mình cái quá trình nó xảy ra mà nó tiếp tục như vậy đó, thì nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng nó kêu là air trap, tức là sao? Tức là khi mình hít vô nhiều hơn, nhưng mà như bác sĩ Bảo mới nói, cái hít vô nó ít bị trục trặc hơn cái thở ra. Thành ra cái không khí đi ra nó ít hơn khi mình đi vô, thì bởi vậy nó gọi là air trap. Mà cái air trap nó không có dưỡng khí trong đó, thành ra cơ thể mình thiếu dưỡng khí mà mình cố gắng hít. Thành ra quý vị thấy là cái người mà bị phổi mãn tính đó, họ thở rất là tội nghiệp. Họ thở cứ ngăn và đi một chút xíu thở rất là nặng nhọc. Dạ vâng. À, như vậy nguyên nhân đưa đến bệnh COPD coi như là kẻ thù của là ai thưa bác sĩ? Là phần đông là những người hút thuốc lá. Hút thuốc lá nhiều năm thì nó sẽ đưa đến cái bệnh nhãn phổi kinh niên. Hơn 90% những người bị nhãn phổi kinh niên là tỷ lệ cao tại vì hút thuốc lá.
Ngoài ra thì có một phần nhỏ nữa là những người thường thường ở Mỹ thì khó hơi khó có chuyện này, nhưng mà ở Việt Nam hoặc là những thế giới thứ ba đó, người ta gọi là third world, là như Thái Lan hoặc Phi Châu, thì thường thường trong nhà hay nấu ăn bằng củi, bằng than, và nhà thì nhỏ mà không có thoáng khí đó, cho nên nhiều người nấu ăn trong đó là người ta hít thở những cái khói đó, thì trong cái khói đó nó có nhiều chất độc, thì nó vào trong phổi thì nó sẽ làm ra nhiều khi cũng bị đúng phổi kinh niên nữa. Và những nước hơi nghèo hơn á thì nhiều khi là dùng phân phân khô để mà nấu nướng, thì cái đó nó cũng rất là độc hại. Rồi làm ruộng với cái người, nhất là người thiểu số ở Việt Nam mà ngay ở Sacramento thì cũng đến mùa hè họ đốt ruộng, họ đốt rồi. Thì lúc đó nó xảy ra rất nhiều. Và quý vị nên nhớ là cái khói bụi xe rất là cũng nặng, đóng góp cho việc đó. Rồi có một số nó ảnh hưởng đến cái môi trường làm việc, mà khi nào chúng ta có thời giờ mà thấy nó nhiều hơn, mà ngay cả những cái ngành như làm tóc hay làm nails hay là dọn dẹp nhà cửa, janitors, họ làm va chạm với hóa chất nhiều, khi nào mình sẽ nói chuyện thêm. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì để phòng ngừa bệnh COPD thì cái lý do duy nhất và cách duy nhất là không hút thuốc lá, bỏ thuốc lá. Để phòng ngừa, thưa bác sĩ, như vậy những người đã bị COPD rồi và đang hút thuốc thì nếu mà bỏ có giúp hay không, hay là đã quá trễ? Thứ nhất á, là nếu mà quý vị đang hút thuốc á, thì chúng tôi xin nhắc quý vị như vậy, những con số. Nếu mà quý vị hút một ngày một gói khoảng 40 năm á, khả năng quý vị bị COPD nó tăng lên 20 lần hơn là người bình thường. Và cái khả năng bị quý vị bị ung thư nó cũng tăng chuyện đó luôn. Nếu quý vị đã bị COPD rồi đó, thì cái bệnh nó thật ra nó không có chữa bao giờ chữa hết được. Nhưng mà khi mà quý vị ngưng thuốc ngay lúc đó, đó thì cái bệnh nó sẽ dừng lại chỗ đó. Bác sĩ Bảo có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này, nhưng mà cái chính á là quý vị phải bỏ thuốc lá ngay lúc đó, thì khả năng quý vị không bị nặng hơn á, nó sẽ khá hơn. Dạ, thì ví dụ như mình khi mình mới sinh ra đó, thì cái lượng phổi của mình nó hoàn toàn 100% là chưa bị ô nhiễm gì hết, chưa có bị nhiễm trùng hoặc chưa có bị chất độc không khí ở ngoài vô trong phổi mình, thì cái lượng phổi của mình nó là 100%. Khi mình lớn lên đó, mình mặc dù mình không, nếu như mình không hút thuốc, không có gì hại cho phổi mình hết đó, thì mặc dù như vậy mà càng ngày mình càng lớn tuổi thì cái lượng phổi mình càng ngày nó càng xuống. Nếu như mà lúc đầu mình mới sinh ra 100%, tới khi mình 20 tuổi mình bắt đầu hút thuốc lá đó, thì cái lượng phổi mình nó xuống, cái đà xuống nó nhanh hơn. Ví dụ như nó xuống nhanh như vậy tới khi mình 50 tuổi mình nghỉ hút thuốc lá rồi đó, thì cái đà mà cái lượng phổi nó xuống lại á, thì nó bớt lại, nó đi song song với lại cái đà mà những người khác bị xuống. Tôi có thể diễn dịch lại cái đường mà bác sĩ Bảo mới vẽ bằng một cái lối diễn dịch khác. Nếu mà chúng ta chỉ sinh ra khỏe mạnh, trẻ măng, vui vẻ và cứ già đi đến 80-90 tuổi cứ từ từ như vậy thì không sao. Nhưng mà bây giờ cứ nghĩ tới, quý vị cứ nghĩ tới như một cái thác nước, nó tới một khúc nào đó nó xuống rất nhanh. Thật ra cái bệnh phổi nó phát triển gần cũng nhanh lắm chứ không phải là vừa đâu. Và quý vị có thể nhìn một cách khác, bác sĩ Bảo đây là cuộc sống hơi già một tí, nó có thể không được như xưa nhưng mà nó cũng còn khá. Nhưng mà nếu quý vị hút thuốc á, càng ngày càng khó thở, càng mệt mỏi, càng chết sớm. Quý vị ngưng thuốc lá đó thì bắt đầu lại đỡ dần. Và là mình cũng giống như những người đang già thôi chứ không phải là bị hút thuốc nữa. Thưa bác sĩ, hồi nãy giờ chúng ta đã nói chi tiết về bệnh COPD là một trong những chứng bệnh về bệnh phổi. Có một chứng bệnh nữa mà khi nghe đến thì ai cũng hoảng sợ, đó là ung thư phổi. Như vậy khi bị COPD rồi thì cái khả năng mà bị ung thư phổi đó có nhiều hay không, hay là hai cái bệnh đó hoàn toàn khác nhau? Nếu như mà hai cái bệnh đó không phải là hoàn toàn khác nhau, hai bệnh đó rất là nó đi chung với nhau, nghĩa là nó cùng một cái gốc nguyên do là bị cả hai bệnh luôn. Cho nên ví dụ như mình hút thuốc lá mà như hồi nãy bác sĩ chỉ muốn nói là
một ngày uống một gói, hút một gói hoặc 40 năm đó, thì mình có thể bị bệnh kinh niên, phổi nhãn phổi kinh niên. Nhưng mà nếu như mình uống hút thuốc lá một ngày một gói 40 năm thì cái tỷ lệ những người như vậy bị bệnh ung thư phổi nó càng ngày nó càng cao. Khi mình không bị COPD đó thì cái tỷ lệ ung thư phổi nó cũng cũng cao hơn cái tỷ lệ và những người không hút thuốc lá. Nhưng mà khi mà bị COPD rồi đó thì cái tỷ lệ bị ung thư phổi nó lại càng cao hơn nữa. Đúng đúng, cái vấn đề rất quan trọng. Có nhiều người á tới nói tôi hút thuốc mà năm nay tôi 70 tuổi rồi mà tôi vẫn hút thuốc mà tôi có bị COPD đâu. Đúng, ông nó chưa bị hoặc là bị nhẹ, thì cái khả năng mà bị COPD nó tùy, nó có nhiều yếu tố khác để mà gây ra cái COPD. Thật ra trong 100 người hút thuốc không phải ai cũng bị COPD hết. Cái số mà người bị COPD thật ra mà bị nặng á nó khoảng chừng 20-25% thôi. Đúng, thật ra có một số rất đông không bị COPD hay là bị nhẹ, không không biết cái bệnh đó chứ không phải là không, cái đó đúng. Nhưng mà cái khả năng bị ung thư phổi thì lại không như vậy. Khả năng bị ung thư phổi, nếu quý vị hút như công chúng tôi dùng con số là 40 pack years, nghĩa là sao, nếu quý vị hút một ngày một gói trong 40 năm thì là 40 năm kinh nghiệm hút thuốc. Nếu quý vị hút một ngày hai gói thì thời gian nó rút ngắn lại còn 20 năm, mà nếu quý vị hút ngày 4 gói thì còn 10 năm thôi. Thì những cái nghiên cứu y khoa cho thấy á, nếu quý vị hút mà 40 gói đó, mà 40 năm đó, pack years đó, thì khả năng quý vị bị ung thư nó tăng lên là 20 lần so với người không hút thuốc. Và nếu quý vị là trong cái nhóm mà bị COPD mà hút thuốc đó thì cái đó quý vị nhân lên 4 lần thì đó sẽ là 80 lần. 80 lần 80 thưa quý lần vị. so với cái người không hút thuốc mà không bị COPD. Và cái triệu chứng của ung thư phổi nó khác với COPD như thế nào thưa bác sĩ? Thì nó khó mà mình biết được, khi tại vì á cái khi mình bị ung thư phổi và mình COPD, mình vẫn ho và cũng ho ra đàm. Nhưng mà cái quan trọng á là mình cũng khó thở, nhiều khi mình tức ngực, cả hai cũng bị như vậy. Nhiều khi mình bị ung thư phổi mà tới thời kỳ cuối cùng rồi đó, nó gọi là giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư đó, thì nhiều người xảy ra nhiều triệu chứng khác, ví dụ như là ho ra máu, và nhất là nhiều khi khi mình bị ung thư phổi nó đã lan ra mấy chỗ khác rồi. Nhiều khi vô xương thì đau xương, nhiều khi vô trong não thì lại nhức đầu hoặc là giật thần kinh, seizure đó. Nhiều khi vô trong trong thận, vô trong thì nhiều chỗ lắm. Phổi, cái đặc biệt cái bệnh ung thư phổi nó loang rất là ra rất là nhiều chỗ, mà khi mình có cái triệu chứng như vậy rồi thì nhiều phần đông là Là quá quá trễ. trễ. Dạ vâng. Chúng tôi xin xin nhắc lại vấn đề một chút xíu là như bác sĩ Bảo vừa nói đó, thì cái triệu chứng nó nhiều khi nó rất là gần nhau, nhất là quý vị nào mà hút thuốc nhiều mà bị cái là COPD rồi đó, khi mà qua ung thư phổi rất là khó, tại vì quý vị đã bị khó thở rồi, bây giờ khó thở thêm một tí, nhiều khi quý vị cũng không biết là vì cái gì xảy ra, nhưng mà có thể cái quý vị có thể bắt đầu ho ra máu, quý vị có thể bắt đầu giảm cân rất nhiều, quý vị có thể cảm thấy biếng ăn, cảm thấy không có sức làm việc. Cái hồi xưa mình đi một khúc đó chỉ có 10 phút, bây giờ mình đi cái khúc đó đi 20 phút mà đi cũng không nổi nữa. Hay là quý vị ngủ ra mà hồi đêm, hay là có những cái triệu chứng gì khác, quý vị có thể bị đau xương một cách vô cớ, không có té mà cũng đau, có thể là quý vị đã bị ung thư mà đã lây ra rồi. Thì đó là thứ nhất. Điều thứ hai như tôi nói hồi nãy á, chúng tôi nói là 90% những bệnh nhân bị COPD là hút thuốc, nhưng mà không phải ai hút thuốc cũng bị COPD. Nhưng mà những người hút thuốc vẫn có thể bị ung thư phổi, và những người đó nó rất là khó khăn là họ không có triệu chứng nhiều, đến lúc nào đó tự nhiên họ tới họ nói hồi này thấy mệt quá mà ho không hết. Bác sĩ bảo hả, có rất nhiều rất là tội nghiệp tới cái bị ho hoài không hết mà đi bác sĩ cho thuốc ho mà cả năm nay rồi không thấy nó hết, rồi bắt đầu thấy bắt đầu ốm đi, rồi bữa nay sao người nó rộng quá, đi đi chụp hình phổi mới lòi ra là bị ung thư. Thì lúc đó bởi vậy cái triệu chứng rất là khó, nhưng mà chúng tôi nói là cái quan trọng nhất á là cái gì nó có gọi là cái risk, tức là cái khả năng mà gây bệnh. Nếu mà cái
khả năng mà tạo ra bệnh đó, nó không có đó thì khả năng bị bệnh rất là ít, đúng không? Yeah. Đó là cái quan trọng nhất. Thứ hai á, khi mình có cái triệu chứng mà mình nghi ngờ phải đi khám ngay lập tức. Đi lập tức. Yeah. À, như vậy bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết là cái tỷ lệ tử vong của những người bị bệnh COPD cũng như là ung thư phổi và cái nguyên nhân là do hút thuốc. Dạ. Yeah. Thì cái tỷ lệ tử vong của những người bị ung thư phổi á, là đứng đầu ở nước Mỹ. Wow. À, mình cộng tất cả những người bị ung thư khác như ung thư ngực, ung thư ruột, đường ruột, ung thư prostate, cộng lại hết thì vẫn chưa cao bằng cái người chết vì ung thư phổi. Chúng tôi xin nói lại chút xíu. Đó là, như bác sĩ Bảo vừa nói là đó là cái nguyên nhân mà gây tử vong hàng đầu trong tất cả các loại ung thư. Yeah. Tức là nó là tất cả những loại ung thư khác, thật sự nó tất cả ung thư khác cộng lại cũng không bằng ung thư phổi. Yeah, tử vong rất cao. Trên thế giới mỗi năm á, thì quý vị nếu mà nghe kỹ một tí xíu, mỗi năm á, khoảng chừng 1,5 triệu đến 2 triệu ca mà bị chẩn đoán ung thư phổi mỗi năm. Và cái số tử vong mỗi năm là khoảng đâu khoảng 1,6 triệu, cách đây khoảng chừng 10 năm là 1,6 triệu. Tôi nghĩ con số bây giờ không bớt đâu. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, như vậy thì suốt chương trình từ đầu cho đến bây giờ, bác sĩ Trí và bác sĩ Vão lúc nào cũng nhắc chúng ta là cái nguyên nhân đưa đến bệnh phổi COPD và ung thư phổi đó là thuốc lá. Như vậy thì những người trực tiếp hút thuốc lá, còn những người không trực tiếp hút thuốc lá có bị không bác sĩ? Mở chung nhà. Câu hỏi rất là hay. Rất là hay. Thật ra thì bên Mỹ gọi là second hand smoking. Ở Việt Nam mình gọi là hút thuốc lây chứ không phải hút thuốc cá. Hồi mình đi học hút cá là okay. Hút cá. Còn hút thuốc lây là mình không muốn hút mà vẫn bị hít cái không khí đó vô, là tại vì có một người chung quanh, có thể là ông chồng mình hoặc là con mình hay là vợ mình hút thuốc, thì cái đó gọi là second hand smoking, hay là nhiều khi là đồng nghiệp. Bởi vì nước Mỹ bây giờ họ cấm không cho hút thuốc ở những chỗ công cộng để bảo vệ quần chúng. Thì cái khả năng mà bị COPD đối với những người mà second hand smoke là hút lây cũng rất là cao. Và tôi sẽ nhắc luôn á, là khả năng bị ung thư phổi cũng rất là cao. Wow. Và tim mạch cũng rất là cao luôn. Thành ra nếu mà có ai mà ở gần mình hút thuốc đó, thì mình phải động viên, phải nói họ làm ơn bỏ thuốc lá dùm. Và bác sĩ Bảo, thí dụ người chồng hút thuốc lá thì người vợ sẽ bị ảnh hưởng. How about còn những đứa bé còn ở trong bụng mẹ rồi khi sanh ra thì cái tỷ lệ mà bị ảnh hưởng như thế nào bác sĩ? Yeah. Thì ngay khi còn trong bầu thai đó, nếu như mà mẹ hút thuốc á, thì con cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Là thường thường những trẻ em sanh ra trong cái trường hợp như vậy á, mẹ hút thuốc á, thì nó nhẹ nhẹ cân hơn, nó nhỏ hơn, nó chậm lớn hơn. Điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là nếu như những trẻ em mà sanh trong gia đình mà có người hút thuốc lá thì cái tỷ lệ những cái trẻ em đó lớn lên bị suyễn, bị ho lâu kinh niên hoặc bị viêm phổi rất là cao hơn so với những người mà sanh ra trong gia đình mà không có ai hút thuốc lá hết. Thưa quý vị, cho nên bổn phận của chúng ta không phải là chỉ có người đang hút thuốc lá phải bỏ thuốc lá ngay, mà bổn phận của chúng ta là gia đình, người trong nhà là phải bắt buộc và phải khuyến khích bỏ thuốc lá, phải không? Yeah. Thưa bác sĩ, khi mà nói đến bỏ thuốc lá thì Vân Anh cũng nghe rất là nhiều những cái phương pháp. Có những phương pháp là họ bỏ thuốc lá bằng cách là họ hút thuốc, gọi là thuốc lá điện. Dạ, lá điện, e-cigarette. Yeah. Thì cái phong trào đó rất là yeah. Nhiều ở California bây giờ. Thì cái đó cũng không có tốt, nên nó vẫn hại như là hút thuốc lá. Tại vì trong e-cigarette đó, nó có rất là nhiều chất hóa học. Ngay cả nó chất formaldehyde. Formaldehyde là chất mà để mình liệm người chết đó. Wow. Mà nó cũng có trong đó. Và khi mình hút vào trong phổi ấy, nó sẽ làm cho cái phổi nó chai đi. Và nhiều khi những cái chất độc đó mình chưa có biết hết hoàn toàn. Bây giờ mình mới thấy đây một phong trào của hút e-cigarette 5 năm. Nhưng mà nhiều khi 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, người ta sẽ tìm ra được là nguyên nhân của cái ung thư khác là tại vì uống thuốc cigarette. Đúng. Xin cảm ơn Vân Anh, cái câu hỏi rất là quan trọng. Tại vì cái nhiều người quan niệm là cái vapor, cái là mấy em bé hay gọi là vape là nó vô hại, cái đó hoàn toàn sai. Tôi sẽ nói lại hoàn toàn sai. Thứ nhất á, là nếu các em chưa bao giờ hút thuốc á, thì đừng có nghiện với cái nicotine.
Tại vì nhiều khi cái đó nó bắt đầu cho em có nghiện vô nicotine, là từ em nghiện vô nicotine mấy em có thể nghiện vào những thứ khác. Thường thường cái này hay dẫn qua cái khác lắm đó, thứ nhất. Thứ hai, như bác sĩ Bảo vừa nói đó, có nhiều cái thứ ở trong cái vapor đó, nó có những cái là carcinogenic, tức là nó có thể gây ung thư mà đến bây giờ mình chưa biết. Và đến khi người ta tìm ra thì mình đã xài một lượng quá nhiều rồi, nó quá trễ rồi. Rồi thứ ba nữa đó, nếu có em bé đó mà đừng có nghiện ngập. Tuy là bây giờ xã hội California cho legalize về marijuana chẳng hạn, cần xa, nhưng mà bạn cũng đừng có dính vô, không dính vô cái gì đó. Mấy em muốn nghiện thể thao, muốn nghiện học hành, chơi bóng cái gì cũng được, nhưng mà đừng có dính vào những cái đó. Còn với những người mà đã hút rồi đó, chính tôi nhiều khi cũng khuyên là những người đang hút thuốc đó, có thể dùng cái e-cigarette. Là tại sao? Tại vì mình cân nhắc cái lợi hại á, thì mình biết đó, thứ nhất á, là cái lý do mà bị hút thuốc mà bị gây bị bệnh tim, đó là nói về tim trước, là tại vì có những cái chất mà trong cái khi mình hút thuốc, mình đốt cái hơi mà nó đi vô đó, những cái chất đi vô nó gây những cái tổn hại về mạch máu trong não, trong cổ, trong tim, nó gây những cái bệnh ulceration, gây plaques, nó gây bệnh tim. Thì nhưng mà không phải là cái nicotine không phải là cái chất gây bệnh tim, mà là những cái chất mà khi mình hút điếu thuốc lá. Cái nicotine là cái chất nó nghiện, và khi mình nghiện cái nicotine, mình hút điếu thuốc và những cái chất khác trong cái điếu thuốc, nó làm gây hại cho cái tim và phổi. Thành ra đối với những người đó, đó, nhiều khi tôi nghĩ, tôi khuyên họ là bây giờ nếu mà chú hay là bác không bỏ được thuốc lá đó, thì thử dùng cái e-cigarette thử. Nhưng mà với điều kiện là một khi bác bỏ được cái thói quen mà bác đốt điếu thuốc và hít cái hơi đó vô đó. Tại vì nếu mà mình biết là bác hay chú mà nghiện cái nicotine á, thì bác có thể dùng một cái nicotine của một cái dạng khác. Cái dạng mà y khoa thường hay dùng, thưa quý vị, là chúng tôi cho bệnh nhân dùng gum, tức là kẹo nhai, hoặc là cái pad để dán vô da. Rồi trong lúc đó chúng tôi có thể cho họ một số thuốc như là Chantix hay là cái bupropion, xưa gọi là Zyban á, để mà uống để mình bớt cái cơn nghiện xuống, rồi từ từ mình bỏ. Nhưng mà cái quan trọng nhất, theo những kinh nghiệm tôi thấy á, cái quan trọng nhất vẫn là cái ý của mình. Chỉ có những người mà quyết chí bỏ thuốc lá, họ bỏ được, và cái khả năng họ thành công rất cao. Còn nếu mình cứ phân vân, không biết có nên bỏ không, ông biểu tôi bỏ, thì khả năng họ hút lại nhiều lắm. À, thì muốn bỏ thuốc lá thì nên hỏi ngay bác sĩ gia đình của mình, hoặc là bác sĩ chuyên khoa, người ta sẽ có nhiều cái, nhiều cái để cho mình bỏ thuốc lá. Ví dụ bây giờ nó thuốc Chantix nó rất là rất là hiệu nghiệm để cho bệnh nhân bỏ thuốc lá được. Nhưng mà theo kinh nghiệm thấy trong đi làm khoảng 27 năm nay á, thì như tôi nói hồi nãy á, cái khả năng, cái lý do mà nhiều người bỏ thuốc lá nhiều nhất á, trong ngành tim mà thấy á, là sau khi họ đã bị heart attack. Đa số những ông sau khi bị một cơn heart attack, một cái quan rồi mới bỏ. Mà tự nhất sinh họ về họ bỏ. Nhưng mà cũng có một số hút lại nữa. Mấy năm sau gặp lại hút lại. Thì mình nhiều khi cũng khó, nhưng mình biết lý do tại sao. Rất là khó bỏ được một cái nghiện. Dạ, vâng. Vâng, thưa quý vị ngày hôm nay theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Nguyễn Thượng Trí và bác sĩ Lưu Quốc Bảo qua đề tài là bệnh về phổi, là COPD và bệnh ung thư phổi. Thì nói tóm lại, hút thuốc là nguyên nhân và hút thuốc là kẻ thù của chúng ta, con đường đi đến thần chết rất rất là gần. Cho nên với chị em bạn gái của chúng ta không hút thuốc mà chúng ta đi đến những cái chỗ hút thuốc thì chúng ta phải bảo vệ cho chúng ta bằng cách là tránh xa những cái chỗ đó. Dạ. Và phải không quý vị? Cảm ơn bác sĩ Trí và bác sĩ Bảo rất là nhiều trong cái topic rất là hữu hiệu ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.